Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video hôm nay các bạn, mình cũng lên đường để đi thăm bẫy rắn nha các bạn. Nói chung luồng bẫy hôm nay mình thăm cũng tầm khoảng 28 29 cái nha các bạn. Cũng gần 30 cái đó, từ 28 tới 30 đó mà mình hết nhớ nha các bạn. Tại luồng bẫy này thì luồng bẫy cũ mình á, mình chạy nền về qua về lại nên mình nhớ tầm khoảng 28 hay là 30 cái gì đó. Thì luồng này cứ gọi mình đi thăm nói nào ngay nó dính cũng được hơn 2 kg nha các bạn. Có luồng ngày hôm qua luồng bẫy mới mình 25 cái ngày hôm qua trúng đậm nha các bạn. Ngày hôm qua 4 ký mấy đó các bạn ơi. Quê mình nó 4 ký mấy là trúng rồi đó nha các bạn. Tới quê mình thì không phải như những cái anh em ở ngoài vùng rừng đồ nha các bạn. Những cái vùng rừng thì rắn nó còn nhiều, còn mình ở đây là ở miền Tây nha các bạn nên lượng rắn nó cũng ít lắm. Thì giờ mình cũng ra tới điểm rồi, mình cũng mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm tính như 30 cái đi các bạn ơi. 30 cái bẫy rắn hôm nay coi có hàng lớn không nha các bạn. Hái đầu trong mình thăm cái bẫy đầu tiên các bạn, nó cũng không dính nha các bạn, mà mình rút ra luôn rồi, tại chủ vườn người ta màng cỏ trống quá đó thì mình rút ra làm bẫy xe cua luôn nè. Thì hành trang mình hôm nay chuột, lúa, túi đường gắn chứ cũng không gì khác nha các bạn. Hành trang u như kỹ, cái bẫy này cứ gọi mình thăm dính gắn không hành bành kỳ nữa các bạn, hành nhì. Hình như bữa nay có dính nữa là vậy bạn ơi. Trong đấy bịch quá, để mình ra ngoài thử. Con này chắc nhẹ. Trời ơi. Dính con rắn mà cái nhi lên đường luôn bạn ơi, chuột xử nó hay gì. Rồi, giờ để mình xử lý đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trước đây có cái bẫy không bạn. Nói chung bên đó có chủ vườn đang phát cỏ. Nói chuyện nhỏ nhỏ bạn không cảm ha. Bẫy này từ lúc mình đặt vợ cũng mình ghét bạn ơi. Hồi bữa nay thấy có phân thì bạn ơi, nước bự nhỏ thôi, phân trắng trắng kìa, lết lăn lứt luôn. Hồi ôi gắn bành kỳ bạn ơi, quá đã. Mình ngồi trong này mình bắt ra luôn nha các bạn. Tại trong đây có cái bụi cây này mình núp, để có chu vườn. Thôi luôn gắn vành kỳ gắn nhất rồi các bạn ơi. Mới vô thả con ra. Gắn nhất cái khỏe mình nha các bạn. Nó nọng ngay nãy giờ mình thăm cũng 3-4 cái bẫy bạn ơi. Nó cũng không dính. Thì cũng để tránh mất thời gian các bạn. Những cái không dính mình cũng cắt bỏ bớt nha các bạn. Thứ nhất thứ hai nữa. Mình đăng lên nhiều quá như mình quay nguyên luôn bẫy các bạn. Thì tỷ lệ mất bẫy rất là cao nha các bạn. Cho nên giờ mình cũng cái nào dính á. Thì mình sẽ quay chia sẻ các bạn. Cái nào không dính mình cắt bỏ bớt. Nó có dính rồi bạn, lỡ mà có mắc cái bẫy đi mình cũng bắt được con rắn này thì mình có lời rồi nghe các bạn. Chứ còn mà chưa có dính con nào hết mình quay không dính đâu các bạn. Lỡ mà mắc là mắc nguyên luôn nha các bạn. Nên giờ mình ít quay mấy cái không dính lắm. Hồi ôi các bạn thấy nè, cục phân phê không? Nhìn cục phân trắng trắng này mình cũng tưởng rắn nhỏ nha các bạn, mà có khi cục phân chà bá mà ăn rắn nhỏ. Còn này cục phân trắng này không ngờ rắn nhất. Trong đây nó hơi hẹp, các bạn có xem thông cảm mình ha, tại mình núp trong đây, bên kia chủ vườn ta đang phát cỏ, núp trong bụi cỏ đây luôn. Túi mới nha các bạn, mình ở đây thì xài túi mới liên tục á, tại vì do mình về mình hay bán rắn các bạn, bán rắn ngay cái là mình cho cái túi, bán rắn mình cho cái túi nha. Đa số mình giao quán nhậu á, mình không có, ít có giao cho bạn hàng. Mình giao quán nhậu thì nó có giá được một chút nha các bạn. Để mở bạn xem, rắn này ngon nhất à. Quá phê nha các bạn. Làm con rắn nhất là thấy khỏe mình này. Bạn biết sao quê mình á, dạo này là cũng đầu con nước rồi các bạn. Cho nên rắn lớn nó sẽ chạy la gai nha các bạn. Nói chung mình thăm 2-3 cử rồi cũng là đầu con nước nữa đó các bạn ơi. Nhưng mà do những cái video mình đăng đó các bạn nó hơi trễ hơn nha các bạn. Tại do mình cách một ngày mình mới gan cái video các bạn. Còn mình thăm 7 này nhiều khi ngày nào mình cũng thăm chứ. Rồi nhiều khi mình đi săn bắt như 7 rắn, ủa 7 lưới tàng hình bắt chim mỏ nhát đồ đó các bạn. Mình cũng đăng chim vô đó. Cho các bạn xem đỡ nhàm chán đó cái cho nên video mình còn dư á, rồi mình để cách ngày mới đăng ngày nên là nó sao á, chứ còn bữa nay quê mình là tầm khoảng 27-28 nè các bạn. 27-28 mình thăm nói chung 2-3 cử bẫy này là ngon lành đó. 2-3 cử bẫy mà dính ngay đầu con nước là tỷ lệ dính rắn lớn rất là cao nha các bạn. Đối với quê mình đó các bạn ơi, còn đối với các bạn mình thấy thăm ngày nào cũng có rắn lớn trên, tại dùng các bạn còn rắn nhiều hay gì mình không biết. Chứ quê mình thì nó nạo ngay là tới đầu con nước mới rắn lớn nó mới chạy, còn bình thường trừ khi luồng bẫy mới luồng hên hên ngay nó mới chịu chạy. Còn mấy đa số chạy rắn không lớn nha các bạn.
còn tới cỏ này nè, cỏ này trở về sau đây tới mùng 2 nè, nếu mà mấy luồng 7 nằm ngay khung này là thì cắn lớn chạy đó. Rồi để mình bắt ra. Nạn ngắn màu đỏ mà ơi. Chắc rồi đi dưới. Trong đây hơi hẹp mình hơi khó bắt ra bằng cá nha. Mấy con rắn đầu tiên. Kiếm đường ngoài đi xuống rồi. Mình ra đi em, đứng ngoài đó ra đi. Đây nha bạn, con này tầm 6 lạng, cứng 6 lạng bạn ơi, 6 lạng, 6 lạng rưỡi á. Cái này gắn màu đỏ, mình nói chuyện nhỏ nhỏ bạn không cảm nha, bên đó chủ vườn ta. Ngon lạnh ơi, rồi bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha bạn. Dưới đây mình con cá bảy rồi. Cái này còn chuột băng, đem vô lúa đặt lại. Như đây có bẫy, cái bẫy này cứ gọi mình thăm hình như là dính hai con rắn nhì nhỏ quá. Thôi mới dở lên thấy dính rắn bạn ơi, ém thịt lúa ra luôn nè. Hồi gương rắn bệnh kỳ nữa bạn ơi, quả đã. Để mình leo lên các bạn. Mình xích lại đây trống trống. Cử gọi bẫy này nó cũng dính hai rắn nhì bạn. Cử này như con rắn nhì nữa hay gì các bạn ơi. Rắn nhì này bự nha các bạn. Rắn nhì này bệnh kỳ. Phân thải đầu này các bạn, trắng trắng đó. Bắt ra bạn, tới đây nữa hai con nghe bạn, còn nhất con nhì vậy đó, ngon lành này đó. Cái này đậu nước cái đi thăm có tương lai nghe bạn, thăm mà tự lợi. Nói chung cái gắn chạy gắn lớn nhiều mà nói vậy chứ mới vô thì vậy nghe bạn, chứ không biết hơi nói sao, chứ tới đây thôi là mình thấy mình khỏe mình rồi đó. Hột ơi, con này tầm 4 lạng bạn ơi, 4 lạng cứng, 4 lạng nghe bạn. Ngon lạnh quá phê. Gắn bệnh kỳ. Gắn này 4 lạng, 4 lạng gửi. Ra ngoài có một ít ít liền. Đây, đây con nữa đây các bạn. Con này con nhất nha các bạn. Con này nãy được con nhất nè. Con này là nhất xiền rồi đó. Còn con này thì tầm 4 lạng gửi. 4 lạng, 4 lạng gửi. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha các bạn. Ngon lạnh bạn ơi. Hy vọng đi về tới vớt vài con bằng mới lớn nữa thôi là khỏe mình nha các bạn. Lần trước đó mình nghe hình như con rắn nó cắn con ếch thì gì nghe các bạn, để hơi mình coi thử coi. Hôm nay mình đặt 3 cái, mắc hết 2 cái nha các bạn. Còn cái khu này mình quay hay cắm cắm xuống bạn xem thông cảm ha. Còn cái đâu, khúc này mình cũng quên nữa. Nói chung là luồng bẫy này mình mới chạy nền mà, mới đặt mấy cái bẫy mới. Mới qua khu này, có phần phần bạn ơi. Đặt mới mấy cái bẫy, thăm hai cái đầu ngoài. Người ta dọn cỏ xong, người ta lấy bẫy luôn bạn ơi. Nói chung là dám có gắn lắm mà. Nói chung mấy khu này thì mình thấy ngon lắm các bạn. Này con hổ hành ba hay gì, phần cụm ba hay nhì gì.
nhờ cái bãi này mình đẩy kín con. Con này chắc ngắn nhị bằng. Mình rút mình đem theo cái bãi xe cua với mới rút một cái nữa bạn, là hai cái mình tính qua khu này dặm thêm, mà mới vô thăm có ba hai cái bãi, cái này là cái thứ ba mắc hết hai cái. Mình đem đi khu khác dặm bạn, hồi ương gắn nhị, nãy mình nhìn sao nó gắn ba gắn nhị bạn kia nữa nè. Bữa nay nãy giờ chạy gắn trọng trọng không đã quá bạn ơi. Con này tầm 3 lạng, cứng 3 lạng nha các bạn, ngon lạnh. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Máy bẫy nè, máy bẫy mới mình làm này, mới về và chạy nền qua đây mình đặt cái khu này ba cái mà bữa hổm mình đi đặt các bạn, mình thấy nó rộng lớn lắm chứ nó ngon lắm, rồi mình mới nói là để chuyến này thăm á, qua mình rút mấy cái khu nào mà ít dính á, mình đem qua đây mình dặm vô thêm. Vô cuộc qua đây chưa chân tính dặm mà không dặm được bạn ơi, mắc bẫy gì không dám dặm, có cái bẫy này thì lỡ có dính rồi thì mình đặt lại, chứ còn dặm vô đây nữa sợ mắc bẫy nha các bạn. Rồi giờ bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình có cái bẫy. Bẫy này mình đặt trống lỏng. Nói chung là chủ vườn không phá là không bao giờ mắc nha các bạn. Nhằm cái bẫy thì mình nói chung là đặt rất là kỹ mà cũng mắc là mắc nha các bạn. Thôi cái này cũng phân hết tiết, gắn bự không mà cũng phân dữ lắm nha các bạn. Bự không con. Cũng nhẹ các bạn ơi. Nhìn cái cục phân nè các bạn. Con trà bá mà sao nhẹ hiu vậy? Hình như gắn nhị nữa vậy các bạn ơi. Đặt này cái bờ trồng đu đủ. Con này chắc nhì không nổi quá, con này chắc tầm hai lạng mấy quá. Đợi có dính là được rồi nghe các bạn. Nãy giờ là mình cũng đủ sống rồi đó. Nãy giờ được hai con nhị con nhất rồi. Thải phân hết biết, tưởng đâu gắn nhất nữa rồi chứ. Nhìn phân. Còn nãy thì thấy con đốm phân trắng tư mà gắn nhất. Cái này cục phân bự mà gắn nhỏ. Ồ, gắn này tầm 2 lần rưỡi rồi bạn ơi. Cũng ngon, có đỡ hơn không? Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha các bạn. Con này nữa mình cũng được 4 con gắn rồi đó, mà được con nhất, hai con nhì với con này gắn 3 nha các bạn. Gắn này tầm 2 lần rưỡi à. Trước thì mình có cái bẫy này. Nói chung mình đặt dính được con gắn nhất tới vợ các bạn ơi. Mấy con gắn ba gì đó. Mình nghi còn con gắn nhất nữa mà mình neo cái bẫy này lâu lắm rồi mà nó cũng không dính. Rồi, nay trong bọc nữa về đây. Nghe ghé. Thôi, cái này hao chuột bạn ơi, để mình xử lý đặt lại. Khu trên cánh đồng nước ngập này bạn, nói chung mình rút hết, mình chỉ trừ lại có cái bờ cao này, mấy cái bẫy. Tại bờ cao này mình thăm mấy cửa trước á, nó dính hổ hành ba với hổ hành nhì lại gai nha các bạn. Mà sao hổ hành nhất thì mình chưa thấy. Nên mình neo lại nè. Mình neo mình thăm một hai cử nó không dính chắc mình cũng rút bằng, rút mình chuyển đi khu khác. Cái khu này làm như cái này nó yếu quá. À, hình như là cục cứt hay gì nha các bạn. Ủa sao nhẹ ghê các bạn ơi. Trời ơi con hổ hành cục phân trà bá nè các bạn ơi. Mình tưởng đâu con hổ hành bự không ngờ hổ hành cũng nhỏ. Gặp cục phân tưởng đâu gắn nhất không. Cái bẫy này nè nó mình cũng dính nhiều con gắn lắm bạn, mà nó không có gắn lớn nha các bạn. Gắn gắn ba gắn nhì, gắn ba gắn nhì không. Con này chắc được gắn nhì quá, gắn nhì hay gắn ba gì nữa nè. Ở đây nói chung mình đón còn con hổ hành lớn nằm đây nha các bạn, con hổ hành mẹ của mấy con gắn này nè. Cặp hành lớn nằm đây nè. Sao mà mình neo hoài không thấy. Chứ cái khu, mấy khu này thì mình còn cũng ít xịt bẫy nè. Tại vì mình đặt là hổm nhiều, mình rút đi hết rồi. Do nước nó ngập hết đó. Còn có mấy bờ cao mình chừa lại nè. Mình nghi có gắn lớn mình chừa lại.
Con này nhiều không nổi bạn ơi, con này tầm khoảng 2,5 lạng 2,7 lạng không bạn ơi. Nãy có mấy cái luồng mới ngon quá bạn ơi, mấy cái bể mới mình mới dặm vô mấy cái gì mà nãy vừa mới vô bạn dính gắn trọng trọng không à. Chứ còn mấy cái bẫy mà cả nhi mình để chỗ cũ hoài nó dính cũng yếu nha các bạn. Mà tại bây giờ mình cũng nói chung là nước ngập chân rồi, mình kiếm chỗ chạy nền nó hơi khó, cho nên mấy cái nồi im im thì mình còn giữ lại. Với mấy khu này mình bắt gắn cỡ này cũng nhiều bạn, cho nên mình sẽ đón ở đây còn con gắn lớn. Cái cục này không mình bắt gắn mày lớn đâu là 4-5 con gì đó mà chưa thấy con gắn bự nữa nghe bạn. Thế nào cũng có cặp gắn lớn đây hả. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trời giờ này không hét nắng quá nắng. Trong này một con cái bẫy. Rồi. Còn chuột bạn ơi. Khu này mình có 4-5 cái bẫy nha bạn. Nói chung là bữa nay mình cuốn luồng bẫy này bạn ơi, luồng này lâu lắm rồi không dính. Hổm gà do mình đi đánh với chim không có thời gian đi về đó. Giờ bữa nay mình ngưng lưới chim, mình cuốn 3 cái bẫy này các bạn. Cuốn bẫy này về nền đi điểm khác. Rồi cái bẫy này. Bẫy này nó dính con rắn mà con rắn này cổ đỏ đỏ nha các bạn. Rắn cổ đỏ đỏ nó lú ra một khúc kìa. Thứ quỷ này là nguy hiểm lắm nghe các bạn. Bự thì bự, còn nhỏ thì nhỏ, dùng lỡ lỡ nơi lú lú đầu ra vậy nghe các bạn. Rồi thôi để mình xử lý bạn ơi, mình cuốn cái khu này luôn. Bạn thợ nó phùng cái màn lên thấy ấn à. Nó nhỏ nó vô trong bẫy mình lú gần khúc vậy các bạn. Cổ đỏ chạch nghe các bạn, cẩn thận với loài rắn này nghe các bạn. Loài này thì nghe nói thì cũng có độc mà mình cũng chưa biết nghe sao bạn. Mình hồi đó gì không có da chạm với nó nậu ngay mấy năm trước mình văn lưới nó cũng có dính lai gai. Thứ này nhiều khi mình sơ ý các bạn, nhiều lúc mình mệt quá mình đi mà tranh thủ rồi đó sơ ý, mình thọc tay vô mình lôi bẫy là có chuyện liền nghe các bạn. Nên anh em cẩn thận với loài rắn này ha, gặp cảnh này là hơi ớn với nó nghe anh em. Rồi giờ để mình xử lý đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Mình thăm cái luồng bẫy mình nãy xong nha các bạn. Nãy mình chạy dài về á, dọc đường mình thăm cái bẫy này nó dính cũng được con gắn ba nữa nè, con gắn nhì nữa nè bạn. Còn mình cuốn bóng bẫy bỏ đó kìa, cuốn nó 5 cái. Rồi bữa nay mình rút 7 cái nha các bạn, 7 cái. Còn cái này sớm thì mình đem xe cua. Để mình bắt gắn này ra luôn rồi mình tổng kết thành quả các bạn xem luôn ha. Tại bữa nay gần nhà mình nó có cái đám á, để mình thả về gần nhà cái có tiếng nhạc độ công nha bạn. Nãy nói chung cái bẫy này gần chúng đặt cách mấy lỗ bạn, gần nhà dân á, rồi nhà người ta hát nhạc quá nên mình cũng không có quay được luôn. Hồi ra được cánh chạy liền nha bạn, rút vô gom đi bạn bắt. Ngon lành nha bạn, gắn này 3 lạng 3,5 lạng nữa bạn ơi, gắn nhì. Rồi, nói chung bữa nay thì nó chạy cũng không nhiều hung bạn ơi. Có ngày hôm qua mình thăm cái luồng bên kia trúng quá nghe bạn. Luồng bên kia mình mới xuống 25 cái à. Mà ngày hôm qua mình thăm tính ra 4 ký mấy các bạn. Còn luồng này luồng bẫy của mình có một số bẫy cũng mới chạy nền. Còn số bẫy thì bẫy cũ các bạn. Bẫy cũ nó chạy yếu quá. Mấy cái bẫy mới chạy nền thì buổi sáng thăm mới vô dính thấy im quá. Bắt đầu là cái luồng bẫy cũ cái nó dính yếu lại nha các bạn. Nói chung bữa nay chắc là cũng không nhiều hung, bữa nay chắc tầm khoảng 2 ký ngoài nha các bạn. Nói chung thành quả gì cũng ngon đó các bạn ơi. Quê mình mà ngại nhiêu đây là cũng ngon nha các bạn. Nói chung ba con gắn nhì thì tầm cỡ 1,1 ký 2 rồi, cỡ 1,1 ký à. Như đâu một con gắn nhất nha các bạn, với hai con gắn ba hay gì á. Thành quả cũng được khá khá đấy. Rồi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình á thì cũng như ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn. Nói chung là mình kết thúc cái luồng bẫy, kết thúc video luồng bẫy 30 cái mình nha các bạn. 30 cái mà tầm này chắc được ở 2,3 ký 2,4 ký gì hả các bạn ơi. Rồi bây giờ mình cũng tạm biệt các bạn ha, xin hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo ha.